các bạn chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa hai đội Anh Việt ở gần màn ảnh và Tá Kỳ Đồng Sơn ở xa màn ảnh hơn. Anh Việt ở gần màn ảnh đại diện cho My Điền, Tá Kỳ đại diện cho đội Đồng Sơn. 1-0 nghiêng về Anh Việt. Hai công. Long ơi, Long, sẽ nhờ tặng một cái này nhé, tặng một số thôi, tặng số một cái, nhận ra là công việc đấy. Còn đi nữa lại phải về để làm lại, tặng số, tặng số. Em cứ chờ ở đây ạ. Không, bây giờ đang là 3-0, chúng ta là 3-0. Đọc số rồi. Đọc tỷ số. 4-0, cứ đọc thế thôi. 4-0. Cho nó gần vào một cái cầu một bốn, đứng gần một tí nó nghe nó to hơn. Yeah.
2326 đập cầu tốt 2723